Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Rồi, hôm nay giới thiệu với anh em đợt hàng cuối tháng 11. Rồi trong clip đợt này mình sẽ giới thiệu với anh em cái dòng cá Maha Chai. Thì cái dòng Maha Chai là cái dòng nổi tiếng từ xưa đến nay của Thái Lan rồi ha. Anh em nào mà mới chơi cá beta hoang dã ở Thái Lan đó thì cái dòng này là cái dòng đầu tiên đó. Rồi bây giờ nói về cái màu sắc của nó nè, thì cái dòng beta Maha Chai á nó có 4 màu ha anh em. 4 màu. Và trong đợt này thì mình giới thiệu với anh em là hai cái màu này nó từng làm mưa làm gió một thời nè ha. Hai cái màu này là hai cái màu xuất hiện sau. Đây là màu xám ha, cái con phía trước là Maha Chai Ray đó, màu xám. Còn cái con ở phía sau đó là cái con Maha Chai Copper là màu đồng đó nè. Ngoài ra nó còn hai màu kinh điển nữa, đó là Maha Chai Green là màu xanh lá và Maha Chai màu xanh dương, đó là Maha Chai Blue. Nhưng mà trong cái đợt này thì mình sẽ giới thiệu với anh em hai cái màu này ha. Rồi cái tuổi của cá trong clip nè là 3 tháng rưỡi. Cả hai bầy đều là 3 tháng rưỡi hết. Và cá này thì mình bao với anh em là 99% là đuôi tim ha. Thì có những con nó đã lên đuôi tim rõ nè, ví dụ như con trong clip nè. Đó. Đây là mình bao với anh em luôn ha. Còn cái con phía sau đó thì cái đuôi của nó là chưa có lên nhọn. Nhưng mà có một số con trong bầy là đã lên nhọn rồi ha. Tại vì mình có bán một số con mà mình phơm trước rồi đó. Thì về cái chất lượng của con cá đợt này thì chia sẻ với anh em luôn là cái bầy cá đợt này thì khá là ok ha. Xét về cái tính cân đối của cơ thể nè, rồi cái bộ vẫy và bộ vây đó, rồi cái hình thức của form, nói chung là ok hết nè, cá nó cân đối. Còn cái con copper ở phía sau này thì cái bộ vẫy của nó là nó hơi dày hơn so với những con Maha Chai copper bình thường, tại vì cái này mình có cải thiện thêm cái gen của cái cá Allen đó. Cá Allen thì cái bộ vẫy của nó dày hơn, cho nên là cái con Maha Chai copper này anh em mình thấy là cái bộ vẫy của nó rất là dày. Rồi thì cá đợt này thì đều là 3 tháng rưỡi ha. Và cái rồi cái cá mái thì mình cũng có luôn ha anh em, nhưng mà mái thì nó hơi nhỏ size hơn so với con cá trống này. Mái thì mình bỏ trong một cái hồ lớn mình nuôi riêng ha, thì cái số lượng cá mái cũng không nhiều anh em. Bầy đợt này mình ép thì cá mái hơi ít ha. Mình có đi sỉ cái số lượng lớn với hai cái bầy này ha, thì anh em là có anh em cửa hàng á, nhưng mà có yêu cầu lấy sỉ lại thì mình để cho anh em ha. Thì số lượng sỉ thì mình tính đơn hàng từ 40 con trở lên thì mình tính sỉ ha. Thì đây mình cá mình lấy ngẫu nhiên cho mình quay cho anh em xem ha. Đó. Thì mình cũng bắt cái con này nó cũng hơi lớn tí. Thì cũng có mấy con khác thì trong bầy thì nó cũng có con này con kia, nó hơi nhỏ hơn. Nhưng mà mình bảo đảm với anh em là cá đẹp. Đó. Thì anh em mua hàng thì cứ nhắn tin qua bên số điện thoại của mình đó, số trên màn hình đó. Thì cái số đó là cái số Zalo của mình đó, anh em mình nhắn qua rồi mình có thể là mình giới thiệu một số con cá để cho anh em mình lựa. Cái con Maha Chai Copper này nè, thì cái màu anh em mình thấy đó là cái màu đồng và nó hơi có một số cái phần nó hơi đỏ ha anh em. Thì trong bầy nó cũng có một số con dạng này. Cái dạng này thì nó ít. Nó còn cái dạng mà nó hơi đen, nó không đỏ mà là nó màu đen giống như màu chì vậy đó. Đó, giống như cái màu của cái vảy vậy đó. Thì con này thì cái vây nó hơi đỏ một tí ha. Còn con hơn trước thì cái con này màu xám. Màu xám xanh. Thì đặc trưng của cái dòng Maha Chai thì cái tia đuôi của nó rất là dài ha anh em. Tia đuôi nó dài và cái phần chót đuôi của nó đó, nó mình gọi là đuôi tim đó, nó giống như cái lá trầu vậy đó. Đây là đặc trưng của cái dòng Maha Chai ha. Rồi về cái giá cả thì trong cuối tuần này mình giao lưu với anh em giá hữu nghị ha, là một cặp
chống máy là mình giao lưu là 200.000, 200k một cặp ha. Giá này thì chưa bao gồm phí ship, anh em khách quen hoặc là anh em mà chuyển khoản trước đó thì mình sẽ miễn phí ship. Còn anh em ở xa mà muốn đặt hàng đó thì vui lòng hỗ trợ mình cái phí ship là khoảng 30.000 ha, 30.000 cho một cái đơn hàng. Rồi cá đợt này tiền 3 tháng rưỡi nhưng mà mình thấy là cái size cá nó cũng hơi lớn hơn so với bình thường ha. Bình thường cá mình nuôi 3 tháng rưỡi thì nó không có được to gì đâu nè. Đợt này nó cũng hơi lớn ha. Thì cá này nếu anh em về bắt máy về thì mình nuôi khoảng nửa tháng, nửa tháng hoặc là anh em nào kỹ thì nuôi khoảng 3 tuần đó. Thì anh em mình ép là ok. Cái này mình có nhiều bầy để cho anh em mình ép nó không có bị trùng huyết ha. Lúc nãy mình có kèm một cái con mai chai copper đưa tim vô mà nó không có sung lắm à, cho nên là mình đổi cái con này. Cái con này thì cái đuôi nó của nó chưa có nhọn, không có nhọn bằng cái con lúc nãy, nhưng mà được cái màu của nó đẹp ha. Cái con lúc nãy thì cái màu của nó hơi ánh bạc nhiều hơn. Rồi thì đây mình là một cái chạy cá mini ha. Anh em mà có chơi cái dòng beta hoang dã thì cũng chắc là cũng có một số ít người là đã từng biết mình rồi đó. Do cái kênh lúc trước là nó bị sập rồi, mình làm lại cái kênh này. Nên anh em nào mà xem mà thấy mình quen đó. Thì trước đây là cái kênh Ung Thanh Nhàn đó anh em. Nhưng mà sau này mình đổi lại ha, tên này mình gọi tắt cho nó dễ. Thì anh em nào xem mà gặp lại mình thì đăng ký đi ha, để có gì mình lên clip mình quay cá đẹp cho anh em xem. Rồi trong cái kinh nghiệm mà nuôi cá, chăm sóc cá gì đó thì anh em có gì mà không rõ đó thì cứ comment đi ha, mình biết nhiều mình chia sẻ nhiều. Tại vì cái này mình cũng nuôi cũng từ nhỏ rồi, tại vì ở nông thôn mà mình nuôi lâu lắm mà, cho nên cũng có được chút ít kinh nghiệm ha, thì biết nhiều chia sẻ anh em nhiều. Cái nước mình quay cá hôm nay là mình có thêm một ít nước lá bàng cho nên là nó hơi ngà ngà một tí, nó không có trong lắm. Rồi nhắc lại ha, cá đợt này thì mình giao lưu là một cặp chống máy là 200k đó, 200k. Anh em mà chuyển khoản thì bao ship, còn anh em ở xa thì vui lòng chịu cho mình khoảng 30k tiền ship đó. Cái số điện thoại trên màn hình đó anh em là cái số điện thoại Zalo luôn đó. Ngoài ra thì mình cũng có những cái trang Facebook hoặc là những kênh TikTok đó. Thì anh em mình xem có thấy cái khung ảnh như thế này thì biết đó là cá của mình ha. Rồi, chúc anh em ngắm cá vui vẻ ha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Rồi, xin chào và xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ ha.